Nhiều năm trước, dòng văn học kỳ ảo vốn phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhưng còn hạn chế ở Việt Nam. Dù đây là một trong những thể loại có đông đảo lượng độc giả. Nhận thức được điều này, nhiều nhà văn trẻ đã kết hợp cùng các nhà xuất bản để giới thiệu tới công chúng nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học kỳ ảo do chính người Việt chắp bút. Bất Diệt là một trong số những tiểu thuyết như vậy. Bất Diệt xoay quanh nhân vật chính, Seraphian. Bối cảnh của câu chuyện không được miêu tả rõ ràng với một tên địa danh có thật, dù cho những cuốn sách, bài hát và cả những loài hoa trong tác phẩm làm cho thế giới của Bất Diệt như là một trái đất thu nhỏ, với rất nhiều chủng tộc, màu da, văn hóa đan xen cùng chung sống. Nhưng có thể chia những người sống trong thế giới đó làm hai loại, những người thuộc các gia tộc nguyên tố và những vô minh. Và cô gái trẻ, nữ sinh 20 tuổi, Seraphian sẽ phải trải qua hành trình từ một người tưởng mình vô minh, tiến tới trở thành thủ lĩnh của một trong bốn gia tộc lửa. Trong hành trình đó, tình yêu, nỗi sợ hãi, những ký ức đau buồn, những drama tuổi mới lớn và trong gia tộc là những chướng ngại vật mà cô phải vượt qua. Đến bây giờ qua thế hệ 8X một số bạn và đến bây giờ 9X thì chúng tôi cũng mừng là cũng dòng fantasy Việt thì cũng đã tiến đến một bước. Tức là có những tác giả mà họ viết với một cái sự tập trung, cái sự đầu tư cả về nội dung và cả về hình thức. Chúng tôi mong muốn và kêu gọi có nhiều hơn nữa các nhà văn trẻ quan tâm đến cái dòng fantasy này và sáng tác fantasy Việt cho người Việt, cho thanh thiếu niên Việt. Như thế thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất tốt cho cái thị trường sách cũng như là cái tính giáo dục trong các cái tác phẩm văn học đối với thanh thiếu niên. Ngân Zeta là tác giả trẻ trong giới văn chương. Sinh năm 1992, cô đã từng trải qua rất nhiều ngành nghề khác nhau, từ những công việc bồi bàn, make-up artist, viết kịch bản truyện tranh, cho đến nhân viên văn phòng, kinh doanh. Bất Diệt của Ngân Zeta gây tò mò, thích thú cho bạn đọc bởi hai yếu tố. Trước hết là thể loại văn học kỳ ảo đang hiếm đầu sách ở Việt Nam. Sau đó là chuyện tạo dựng một thế giới chấp nhận những linh hồn và sự tranh đấu nhằm đoạt quyền năng giữa các gia tộc kỳ bí. Thưa quý vị và các bạn, dù là tác phẩm đầu tay nhưng Bất Diệt Vũ Điệu Của Lửa đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của rất nhiều độc giả cũng như sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Và để cùng tìm hiểu, lắng nghe những chia sẻ để viết nên hành trình của tác phẩm này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, tác giả của cuốn sách. Chào biên tập viên Huyền Phương và chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Trong phần giới thiệu của cuốn sách thì Ngân có chia sẻ là bản thân mình đã trải nghiệm rất nhiều công việc và trước khi trở thành nhà văn. Vậy thì lý do hay là cơ duyên nào đã giúp bạn có quyết định táo bạo này ạ? Trước khi bắt đầu cái công việc này thì tôi có trải qua khá là nhiều ngành nghề khác nhau. Lý do thì có lẽ là bởi vì cái thời điểm đó mình chưa biết là mình thực sự muốn làm cái gì. Và còn cái việc viết thì mình đã đam mê từ những năm học cấp 2, cấp 3 rồi. Tuy nhiên là ở một cái lứa tuổi còn trẻ như vậy thì cái vốn sống không đủ và cái lực viết nó cũng không mạnh. Những cái tác phẩm mà mình viết thì nó không đủ chất lượng để có thể xuất bản trở thành một cuốn sách. Sau đó thì đến cuối năm 2016 có một vài biến cố nho nhỏ xảy đến với tôi và tôi đã dừng tất cả các công việc của mình lại. Trong cái thời điểm mà tinh thần đi xuống đó thì tôi có đọc lại những cái gì mà tôi viết từ những ngày trước. Tôi vô tình đọc lại được 5 trang mà tôi đã mở đầu cho một cái câu chuyện mà bắt nguồn từ một giấc mơ. Và khi mà tôi đọc lại nó thì tôi cảm thấy rằng tôi vẫn yêu thích câu chuyện đấy và tôi vẫn muốn kể câu chuyện đó ra. Và sau đó là tôi đã quyết định là hoàn thành cái tác phẩm này. Với tác phẩm đầu tay thì Kim Ngân lại quyết định là đi theo dòng văn học kỳ ảo. Vậy thì ý tưởng nào đã giúp chị viết nên tác phẩm Bất Diệt ạ? Tôi nghĩ rằng không chỉ với riêng tôi mà với bất kỳ các tác giả nào khác. Khi mà mới bắt đầu công việc viết, họ không có nghĩ chọn lựa cho mình là mình sẽ chọn dòng văn học nào. Mà thực ra là các bạn yêu thích cái thể loại nào hay là các bạn cảm thấy thể loại nào nó thể hiện rõ ràng nhất tất cả những cái tâm tư tình cảm của mình thì các bạn sẽ viết theo như vậy. Ngân cũng có vừa chia sẻ chúng ta có thể thấy một thực tế với nhau, đó là văn học fantasy thì rất là phát triển trên thế giới nhưng mà ở Việt Nam thì dường như là dòng văn học này vẫn còn rất là thiếu vắng rất nhiều cây bút viết tài năng. Cũng có ý kiến cho rằng là văn học fantasy, văn học kỳ ảo thì viết vừa dễ lại vừa khó. Vậy thì với cá nhân bạn, khi mà bạn viết nên tác phẩm Bất Diệt Vũ Điệu Của Lửa thì bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ mà bạn có thể chia sẻ với Huyền Phương cũng như là quý vị khán giả? Nói về quá trình viết Bất Diệt thì tôi cảm thấy đấy là một quá trình mà mang cái trải nghiệm cá nhân rất là đáng nhớ và thậm chí là trải nghiệm tâm linh nữa. Tôi nói ở đây thì có vẻ là
có nhiều người sẽ không thật sự cảm được. Tuy nhiên là ví dụ như trong cái quá trình viết, các bạn biết là một nhà văn thì không thể biết tất cả mọi thứ được. Bạn viết đến đâu, cái gì bạn không biết bạn phải đi tìm hiểu. Thì trong suốt một cái khoảng thời gian hơn một năm đó, gần một năm rưỡi, tôi có tham gia rất nhiều hoạt động, học đọc thêm rất là nhiều sách. Mỗi một cái khoảng thời gian bước tiến trong xuyên suốt hơn một năm đó tôi viết đi đến đâu, thì những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm đời thực của tôi nó lại vô tình rất là ăn khớp với những cái giai đoạn của nhân vật mà tôi đang viết ở trong truyện. Sau đó tôi sẽ mang tất cả những cái điều đấy vào, thậm chí là bài hát tôi cảm thấy có một cái cảm rất là giống với cả cái tình trạng của nhân vật, hay là những cái thông tin mà tôi đọc ở trong những cái cuốn sách của nước ngoài, hay là những cái trải nghiệm của tôi với bạn bè, với gia đình, tôi cũng có thể đem vào đó hết. Tôi đã đọc tác phẩm Bất Diệt Mageta, đây là tác phẩm đầu tay của tác giả này. Thứ nhất, đây là một trong những tác phẩm fantasy rất là nổi bật, đã được xuất bản vào trong năm 2018. Và cái điểm sáng của tác phẩm này đó là cái lượng kiến thức rất tốt từ cái phong lo dân gian của văn hóa Sen do chính Ngân Zeta nghiên cứu và thực hiện. Thứ hai đó là đây là một tác phẩm đầu tay, thì cái sự say mê, cái sự đi đến kỳ cùng đối với chữ và cái sự bung lụa của tác giả Ngân Zeta cho cái tác phẩm này là rất lớn. Và thứ ba là tôi cảm thấy mặc dù đây là một tác phẩm fantasy và có sự tưởng tượng, nhưng mà cái cảm xúc của tác phẩm này rất là thật, bởi vì Ngân Zeta viết cảm giác như là tác giả viết từ chính cái mà bạn ấy đã trải nghiệm trong cái cuộc sống của mình, để bạn ấy say sưa, bạn ấy sống với nhân vật. Chúng ta cũng có thể thấy là trong chuyện của Ngân Zeta và đặc biệt là Bất Diệt thì lồng ghép rất nhiều những cái tư tưởng, cái hệ thống về thần học và triết học. Thì có thể đây cũng là một điểm mới, và cũng như là để khẳng định với các độc giả trẻ là fantasy không phải chỉ là một vùng đất tưởng tượng một cách đơn giản và sơ sài, mà thực sự là nó có một sự nghiên cứu, có một hệ thống và có một sự đầu tư về viết lách. Có thể nói trinh thám với fantasy, có thể nói gọi là dòng văn học đại chúng, tức là mang nhiều yếu tố giải trí. Và theo sự phát triển kinh tế Việt Nam rồi nhu cầu của độc giả thì hai dòng văn học này đồng thời phát triển mạnh. Còn fantasy là đúng là như bạn nói, là một dòng văn học nó có đậm tính chất gọi là tưởng tượng và nuôi dưỡng những cái ước mơ, tức là về một thế giới kỳ ảo. Thì thực chất thì mình tuy không phải là dành về fantasy nhiều như trinh thám, nhưng mình nghĩ thể loại fantasy này rất nhiều được nhiều bạn để yêu thích, vì nó đúng là ai cũng có ước mơ, và những cái chuyện fantasy của tác giả Việt nó cũng sẽ khuyến khích cho độc giả gọi là thích thú với cả văn học Việt Nam hơn. Nhắc tới những dòng văn học kỳ ảo thì chúng ta sẽ thường hay nhắc tới những nguồn tư liệu dồi dào về thần thoại Hy Lạp như hay là thần thoại Bắc Âu vốn đã quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì Kim Ngân lại lựa chọn một cách tiếp cận khá là mới mẻ và lạ cho tác phẩm của mình, tiếp cận với nền văn hóa Celtic vốn còn xa lạ ở Việt Nam. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng này của mình ạ? Các tác giả sẽ không chọn cái chủ đề chỉ bởi vì là nó xa lạ và nó khác lạ với những cái chủ đề khác để gây sự ấn tượng với độc giả đâu, mà bạn phải sáng tác dựa trên cái niềm yêu thích của mình. Tức là trong một khoảng thời gian rất là dài, khoảng gần 9 năm tính tới bây giờ, là tôi đã đọc rất là nhiều những cuốn sách khác nhau về những cái câu chuyện dân gian của Anh, Pháp, Đức, rồi tiếp tới những cái tác phẩm khác về thần học, huyền học. Tất cả những cái tư liệu đấy nó gây nên cái sự hứng thú đối với tôi. Ở trong thực tế cuộc sống, các bạn có rất nhiều cuốn sách hay là những cái bộ phim nổi tiếng về cái thể loại này á, thì tôi cảm thấy như là nó chưa thật sự được đủ phong phú như là những cái thông tin về văn hóa từ xa xưa. Tôi muốn đưa đến cho các bạn những cái điều mà đã làm cho tôi cảm thấy hứng thú đấy. Tôi cũng muốn các bạn cũng cảm thấy cái sự hứng thú đấy giống như mình. Ví dụ như là ở trong cuốn sách Bất Diệt của tôi thì tôi cũng có đưa một vài những cái hình tượng nhân vật của câu chuyện khác nhau. Ví dụ như là hình tượng của một gia tộc, của những linh hồn đặc biệt mà sống cùng với nhau ở trong cùng một cái không gian, và sau đó họ có nữ hoàng trị vì, họ có The Fool là một cái người mà rất là danh mãnh, đầy sức mạnh, rất là quyền lực, tác động đến không chỉ những linh hồn đặc biệt khác mà còn tác động đến người thường nữa. Dù là tiểu thuyết kỳ ảo nhưng mà bối cảnh hay cả chính nhân vật chính là Sera cùng các tuyến nhân vật phụ đều mang những yếu tố đời thường. Phải chăng đây cũng là một dụng ý đặc biệt của bạn để giúp cho tác phẩm của mình có thể là dễ dàng tiếp cận đến độc giả?
những cái thông điệp mà tôi muốn nói với đối tượng độc giả của mình, đối tượng trẻ từ lứa tuổi 16, 17 cho đến 22, 23. Tại sao lại là cái khúc phân khúc lứa tuổi này? Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một cái giai đoạn chuyển giao giữa thời thơ ấu và thời gian trưởng thành. Các bạn chưa bao giờ nghĩ tới, các bạn cũng không muốn phải nhận những cái trọng trách đó, nhưng cuộc đời là cuộc đời mà chúng ta vẫn phải sống như vậy. Thì trong cái giai đoạn này đặc biệt thì các bạn gặp rất là nhiều những cái va vấp khác nhau, và thậm chí là các bạn phải đi tìm những cái câu hỏi về việc mình muốn làm gì, mình là ai, tại sao mình lại phải gánh trách nhiệm với xã hội, với gia đình. Thì tôi sẽ bắt đầu ở cái giai đoạn của nhân vật ở thời điểm 20 tuổi, và cùng với những cái drama học đường chẳng hạn, hay là những cuộc vui chơi rất là bình thường giữa nhóm bạn với nhau thôi, và thậm chí là cả những cái câu chuyện mà có liên quan đến thế giới ngầm, những nhân vật, những linh hồn đặc biệt, thì có sự đấu đá, tranh giành quyền lực giữa gia tộc này với gia tộc khác, thì nó cũng là ẩn dụ cho những cái va vấp mà sau này các bạn sẽ phải gặp ở ngoài đời. Vậy thì nhân vật Sera được lấy cảm hứng từ đâu? Phải chăng đó cũng chính là Kim Ngân của ngoài đời thường ạ? Và Huyền Phương thì có một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều độc giả cũng thắc mắc giống như Huyền Phương, là tại sao ở trong bốn nguyên tố tạo nên thế giới và cuộc sống, đó là lửa, nước, đất và khí, thì Kim Ngân lại chọn lửa? Nhân vật chính của tôi có thật sự là mang cái hình tượng của chính mình vào hay không? Thì tất nhiên mỗi một người viết thì họ không thể nào mà viết về trải nghiệm của người khác, mà họ chỉ phải đem cái trải nghiệm của mình ra để viết. Tuy nhiên là tôi cũng xây dựng cái nhân vật này dựa trên những cái điều mà rất là chung chung của các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn nữ trải qua cái giai đoạn bấp bênh. Thì tôi sẽ mang tất cả những cái điều mà bất kỳ một bạn nữ nào cũng phải trải qua mang vào trong cái câu chuyện này. Còn về yếu tố lửa thì thật ra là đấy là sở thích của tôi. Khi mà tôi nghĩ về bốn nguyên tố, tôi thấy rằng là nguyên tố lửa đối với mình nó là nguyên tố có sức mạnh, có cái sự thể hiện rõ ràng nhất. Nó thiên biến vạn hóa, nó vừa đẹp đẽ, nó lại vừa nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng có một cái nét nào đấy nó giống tôi. Rất nhiều người có thể là thắc mắc khi kết thúc cuốn sách lại là một cái kết rất là mở. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng của mình về cái kết này, và phải chăng đây cũng là bước tiền đề để cho những phần tiếp theo của Bất Diệt sẽ được ra đời ạ? Thật ra là cái chương cuối cùng của Bất Diệt phần 1 đó, nó mở ra phần 2. Và tất cả những cái câu chuyện mà các bạn tưởng rằng là đã kết thúc rồi, thực ra là nó chuyển sang một cái giai đoạn mới. Mà cái giai đoạn này Seraphiel sẽ phải đối mặt với những trọng trách thậm chí còn lớn hơn. Và cô ấy đã phải vượt qua câu chuyện của bản thân, cái nỗi đau của bản thân rồi. Và nó phải đến với một cái câu chuyện mà nó bao trùm với một mang tính toàn cầu, nó lớn hơn như vậy. Và cái ý định ban đầu của tôi là bộ truyện này sẽ có 3 phần. Và dần dần nó sẽ mở rộng ra và sẽ có sự xuất hiện đầy đủ của 4 gia tộc, và cùng với một cái câu chuyện mà nó mang tính nhân loại, nó là sự sống còn của nhân loại. Vì vậy mà trong phần 2 và phần 3 các bạn sẽ thấy những cái cuộc chiến đấu sử dụng sức mạnh nó sẽ dồn dập hơn, và những cái âm mưu mà các bạn chưa có nhìn thấy rõ ràng xem là cái thế lực thứ 3 này nó sẽ làm gì, hay là thế lực thứ 4 nó sẽ xuất hiện ra như thế nào, thì dần dần nó sẽ được mở ra từng chút một. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của Kim Ngân ngày hôm nay, và hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục đón chờ những phần tiếp theo của Bất Diệt, Vũ Điệu của Lửa, và biết đâu đó thì có những tác phẩm hay và ý nghĩa như Bất Diệt, Vũ Điệu của Lửa sẽ góp phần cho văn học fantasy của nước nhà phát triển thêm mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.